Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn thông tin du học tại Singapore, trường London School of Business and Finance. Thì trường London School of Business and Finance tại Singapore được thành lập vào năm 2011 với sự hỗ trợ của trường London School of Business and Finance tại Anh và dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Anh, đó là Hoàng tử Michael của xứ Kent. Và tại Singapore thì trường có hai khu học xá cách nhau 10 phút đi bộ và tọa lạc ngay trung tâm của khu vực hành chính Sầm Quốc. Thì trường là một phần của hệ thống các trường đại học toàn cầu với 3 trụ sở chính tại Anh, Canada và Singapore. Trường thu hút hơn 38.000 sinh viên đến từ 150 quốc gia trên thế giới theo học. Và trên chặng đường phát triển của trường London School of Business and Finance Singapore thì năm 2016 được xem là năm đánh dấu nhiều bước ngoặt phát triển vượt bậc của trường. Và một trong những đánh dấu nổi bật của trường đó là trường vừa đạt được danh hiệu là trường đào tạo tốt nhất về chuyên ngành kế toán và du lịch khách sạn tại lễ trao giải Training and Education Development Award vào cuối tháng 12 năm 2016. Và trường London School of Business and Finance của Singapore cũng đạt được nhiều chứng nhận, giải thưởng về đào tạo và thương hiệu khác. Ví dụ như là trường đạt được EduJet 4 năm, giải vàng cho chương trình đào tạo doanh nghiệp ngành quản lý tài chính, top 10 trường đào tạo kế toán và tài chính được yêu thích nhất tại Singapore, giải thưởng thương hiệu doanh nghiệp châu Á, giải thưởng Lotus trong hạng mục giải thưởng ngôi trường xanh, giải thưởng cao nhất trong hạng mục trường học được cấp bởi Hội đồng Môi trường Singapore và nhiều giải thưởng khác. Và đặc biệt thì sinh viên học tập tại trường London School of Business Finance ở Singapore thì sẽ dễ dàng chuyển tiếp sang các trường ở các nước như là Mỹ, Úc, Canada, New Zealand và Thụy Sĩ. Trường thì chuyên về kế toán và tài chính cũng như là du lịch khách sạn. Nếu học tại trường thì sinh viên có thể chuyển tiếp sang các nước như là Anh, Úc, Mỹ, Canada, Thụy Sĩ, New Zealand với chi phí hợp lý. Và trường còn có chương trình đào tạo chuyên viên kế toán tài chính ACCA. Trường thì đạt EduJet 4 năm cũng như là được nhận giải thưởng trường đào tạo kế toán tốt nhất tại Singapore theo Training and Industry Education Award năm 2016 và cũng là trường đào tạo chuyên ngành về khách sạn và du lịch tốt nhất tại Singapore theo Training and Education Development Award năm 2016 và giải vàng chương trình đào tạo quản lý tài chính theo Training and Education Development Award năm 2016 và top 10 trường đào tạo kế toán và tài chính được ưa thích tại Singapore. Và tiếp theo thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn chương trình đào tạo tại trường London School of Business and Finance tại Singapore. Đầu tiên đó là chương trình tiếng Anh. Thì đối với các bạn sinh viên chưa đủ trình độ Anh ngữ theo yêu cầu đầu vào của mỗi chuyên ngành thì sẽ được tham gia học các khóa đào tạo tiếng Anh từ cơ bản tới nâng cao trước khi chuyển vào chuyên ngành chính. Và trường có 5 cấp độ và thời gian học sẽ là 11 tháng. Đối với chương trình về đào tạo chuyên ngành về kinh tế, kế toán và tài chính, xuất nhập khẩu và quản lý chuỗi cung ứng thì đối với chương trình cao đẳng của các chuyên ngành này thì thời gian học sẽ là 8 tháng, yêu cầu là hoàn tất lớp 12, IELTS là 5.5 hoặc là hoàn tất khóa tiếng Anh tại trường. Đối với cao đẳng nâng cao thì thời gian học sẽ là 8 tháng, yêu cầu là hoàn tất cao đẳng hoặc là tương đương, điểm IELTS là 5.5 hoặc là hoàn tất khóa tiếng Anh tại trường. Và với các ngành về kinh tế, kế toán và tài chính, xuất nhập khẩu và quản lý chuỗi cung ứng thì bạn sẽ có chương trình chuyển tiếp để hoàn tất đại học từ 1 năm rưỡi cho tới 2 năm tại các trường ở các nước như sau. Đầu tiên đó là ở Northwood University của Mỹ với campus ở Michigan, Florida và Texas. Và University of Canada West là ở Canada với campus là ở Vancouver. Và trường Victoria University ở Úc với campus là ở Melbourne. Và University of Canterbury là ở New Zealand. Và đối với chương trình học, các chuyên ngành về khách sạn và du lịch như là quản trị du lịch khách sạn và quản trị khách sạn quốc tế thì chương trình cao đẳng sẽ đào tạo trong vòng 6 tháng học lý thuyết và 6 tháng thực tập. Và chương trình cao đẳng nâng cao sẽ là 6 tháng học lý thuyết và 6 tháng thực tập. Và với chuyên ngành khách sạn và du lịch thì các bạn sẽ được chuyển tiếp để hoàn tất chương trình đại học trong vòng 1 cho tới 1 năm rưỡi tại các trường như là Northwood University ở Mỹ và trường SSMS thuộc Swiss Education Group ở Thụy Sĩ. Và tiếp theo đó là chương trình sau đại học và thạc sĩ. Đối với chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA thì bằng cấp sẽ do trường Concordia University của Chicago, Mỹ cấp bằng. Và trường Concordia University của Chicago là trường liên tục nằm trong top College of Distinction, là đại học xuất sắc từ năm 2010 cho đến nay. Và đối với chương trình dự bị thạc sĩ Postgraduate về chuyên ngành khách sạn và du lịch thì các bạn sẽ học 6 tháng học và 6 tháng thực tập có lương tại đất nước Singapore và yêu cầu là các bạn phải tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng được công nhận với 3 năm kinh nghiệm và điểm IELTS là từ 6 chấm trở lên.
Và để biết thêm thông tin chi tiết về trường London School of Business and Finance, hoặc là các bạn muốn hỗ trợ về thủ tục, hồ sơ cũng như là tư vấn học phí của các trường tại Singapore, thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương qua các địa chỉ sau. Chi nhánh quận nhất là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Số điện thoại là 0838484879. Chi nhánh quận 5, địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Và chi nhánh tại Nha Trang đó là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.